Đâu, 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 đ
ông hơi được tìm ra. Người mà nước đâu mà nhiều. Đổ tăng. Thank you.
giáo xứ Linh Đường Tân An Tương Nam Linh Đường Lục Thủy và Trạm Thượng Trạm Chầu Thánh Thể. Mùng 7 giáo xứ Trung Linh Đồng Thủy Nam Đường Phú Linh và Thượng Trạm Chầu Thánh Thể. Kính gửi quý cha, quý phó tế, quý tu sĩ tưởng sinh, quý chức và toàn thể anh chị em tín hữu giáo dân Bùi Chu. Theo truyền thống của Giáo hội Công giáo và chiếu theo luật, điều luật 1043, điều luật 1051, các thánh viên lãnh nhận chức được công bố cho các tín hữu biết để hiệp thông cầu nguyện và để điều tra có ký. Vậy ai biết những thầy trong danh sách dưới đây có điều gì trăn trở thì chức phó tế thì xin trình cho tòa giám mục trước ngày 25/10/2019. Còn gửi thư giám ký tòa giám mục không như phép những thư giả danh từ miếng thánh lễ trình chức phó tế được cử hành vào lúc 9:30 tháng 7/6/11/2019. Tô Ba Vũ Đình Hiệu giám mục Bùi Chu.